Rồi thì cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay cũng là đầu năm, thì Thiện cũng chúc tất cả bà con sức khỏe dồi dào trong năm mới và làm ăn thì phát tài phát lộc, để sang năm mới này còn có tiền mà để ủng hộ cho nông cơ Thiện nha. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ lên toàn bộ những cái con máy nhiều loại lắm, có như bơm thuốc nè, là bơm nước, cắt cỏ gì đó, cưa gì đó, Thiện cũng lên một cái lô đầu năm này cho bà con. Thì ngày rằm tháng giêng là hàng của Thiện, hàng mới quên nha. Thì những bà con nào mến bên cửa hàng nhớ ủng hộ đầu năm cho Thiện một hai đơn hàng đó. Thì bà con nào không ủng hộ nhiều thì ủng hộ ít ít cho Thiện trong năm mới thì có tài có lộc, để mà còn phục vụ cho bà con những cái mặt hàng mà bà con yêu cầu thì cũng cố gắng để lùng những mặt hàng đó để mà phục vụ cho bà con nha. Thì bà con xem kênh của Thiện lâu nay thì bà con cũng rõ rồi, hình thức buôn bán thì bà con cũng rõ, thì có nghĩa là Thiện sẽ không có bao cái bất cứ cái gì hết, chỉ có bao là những cái gì mà trên hình thức trên kênh, có những cái con máy nó có những cái gì là Thiện như sử là nó có đủ đồ nè, Thiện sẽ nói là đủ đồ, hoặc là nó thiếu những cái quạt nhỏ cái gì đó như nắp này nọ thì Thiện có thể hỗ trợ cho bà con. Còn những cái quan trọng thì bà con muốn bổ sung thêm thì bà con lúc mà chốt đơn hàng thì bà con cứ điện thoại cho Thiện, rồi Thiện sẽ lùng những cái đó, Thiện sẽ cho bà con cái đó là kêu là bổ sung thêm nha. Còn những cái con máy nào có những gì thì bà con lấy những cái đó thôi, chứ Thiện không có bao cái những gì hết nha. Còn cái những cái con máy nhiều khi đủ đồ nè, Thiện nói những cái con này nó có lửa nè, Thiện sẽ chịu trách nhiệm cho bà con. Tại vì bán lô hàng lô thì bà con cũng rõ rồi, bán lô mà bà con cứ năm mới rồi thì bà con hãy rút kinh nghiệm nghe kỹ dùm cho Thiện, để mà mình năm mới mình làm không có thể nào mà mất lòng với nhau nữa. Tại nhiều lúc bà con cũng nói là nhiều lúc sơ xuất, thì những siêu sức những cái gì thì những cái quạt nhỏ thì bà con cứ alo cho Thiện là Thiện sẽ hỗ trợ cho bà con. Còn những nào có đáng giá thì Thiện sẽ lấy tiền cho bà con nha. Đó thì những bà con nào yêu cầu những cái co này nọ rồi thì chắc phải rằm tháng giêng à, mặt hàng những mặt hàng nó mới quời thì Thiện mới lùng được cho bà con. Chứ hiện tại giờ Thiện còn có một mớ bình nè, Thiện cũng để Thiện khai trương đầu năm, chứ mới cái mùng 6 thì không có hàng mới đâu nha. Đó thì hành thức thì bà con biết là buôn bán thì bà con phải có cọc cho Thiện những như 100, 200 ngàn đầu năm, lấy lọc đầu năm nha. Riêng cái kênh ngày hôm nay dù có 50 ngàn hay là 100 ngàn hay là 100 ngàn, 200 ngàn gì đó thì bà con cũng phải có một cái lọc cho bên cửa tiệm nha. Rồi thì ngày hôm nay Thiện sẽ vô lần đầu tiên là ba cái chới nè. Thì ba cái chới này thường thường thì bà con cũng rõ rồi, ba cái chới quanh bờ rồ của tôi u nè, bà con ta xài chới hai kim đó, mà người ta xài, bà con ta xài ta rất khen, rất là ngon luôn đó. Cho nên ngày hôm nay Thiện sẽ bán ba cái như vậy cho bà con nè, ba cái về là bà con là 250 ngàn đó. Thì bà con cũng rõ rồi, hai cái thường thường Thiện bán là 200 ngàn ở. Những bà con nào xem kênh của Thiện thì biết cái giá tiền của Thiện bán ra sao rồi. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ bán ba cái chới này cho bà con là 250 ngàn ở ba cái chới nha. Đó, ba chới 250 ngàn cộng thêm phí ship nha. Thiện không có bao phí vận chuyển nha bà con, trong đây không có cái con máy nào mà Thiện bao phí vận chuyển hết. Thì phí vận chuyển thì năm mới đây thì 5.500 một ký nha. Đó thì như vậy thì bà con cũng mất hết 30 ngàn rồi nè. Đó, như vậy mất hết 30 ngàn nha. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ bán là ba cái chới quanh bồ rồi tơi u này cho bà con là 250 ngàn nè. Rồi Thiện sẽ vô là ba cây cần, ba cây cần này nó dài là 3 mét luôn nha bà con. Cần này là cần là dài 3 mét, tuy nhiên nóc nó là đầu nối, là đầu nối từ khúc chỗ này, bà con muốn ra mà dài 3 mét thì dài, còn muốn mua 2 mét thì bà con cứ ra thôi nha. Đó thì bà con mua những cái mặt hàng này thì bà con cũng rõ rồi, hiện tại về vị trí nó là 1,5 mét rồi, thì nó là cái độ nối của nó ra đây đó, bà con muốn ra dài cỡ nào ra đó, nó rất là dài luôn nha đó. Còn nếu cái này bà con thun vô 2 mét hay là 7, 8 gì đó là nó thun vô được hết nha. Thì ngày hôm nay thì ba cái cây cần này Thiện sẽ bán cho bà con, giá bán là ba cây cần này 250 ngàn. Thì bà con cũng rõ rồi, cứ hai cây là bà Thiện có bán 200, thì ngày hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con là ba cây như vậy nè là 250 ngàn nha. Đó là bà con nào chốt là chốt cần hay là chốt chới sang cây u quanh bồ rồ nha, hai kim và ba cọng dây xịt thuốc xịn của Nhật đây đó. Thiện mới lục ra thì Thiện cũng lên cho bà con cũng hỏi đăng mấy bữa đăng là bà con có hỏi dành mua nha. Thì ngày hôm nay thì Thiện có ra ba cọng, thì ba cọng như vậy là toàn là quanh của Nhật không nha. Cái ga bóp này thì Thiện thấy nó còn bóp được nè, một cái còn bóp được nha. Đó đây cũng bóp được, quanh này thì cái này thì nó hơi cứng nè, ở cái này nó hơi cứng nha. Cái này hơi cứng. Thì ba cọng dây xịt thuốc này Thiện chuyển bán cho bà con là giá 250 ngàn luôn, đó là dây nha. Rồi Thiện sẽ vô những cái đặt số lại nè nha. Bây giờ Thiện sẽ vô cái con này là con số 1, con này là tâm của thằng GX35 nè. Đó nó là GX35 nha, nó là quay được đây nè, quay được nha. Đó, quay được nè,
Nhưng mà cái này nè, cái quanh này nó hơi lỏng nè. Bên này á, là nó gãy hết một tay nha. Mà nhưng mà cái nàng này là của Nhật, nó là tay mũ của Nhật nha. Đó, tay mũ của Nhật thì giờ bà con nhà nào bà con có những cái dòng này đó, nó bị mất hết con ốc nữa nè. Đó, có những dòng này thì bà con lấy giờ bà con xài nha. Bà con thay thế qua thay thế lại gì đó. Đây là tay mũ là đây là đầu áp của Nhật. Rồi cái con này là con số 1 nha, thì sẽ bán cho bà con là 250 nha. Đó, cái này là dành cho tum là tum lớn nha, tum 330 nha, GX35 đồ đó. Đó, mấy cái con này là tum lớn nè, mà cái đây là quay còn quay được nha. Rồi con số 1 này là bán giá 250 ngàn, bà con xem kỹ giùm cho Thiện nha. Bán theo hành thức có những gì là Thiện hư, những gì là Thiện sẽ báo hết cho bà con. Bên này nó gãy một tay rồi. Bên này nó còn một tay mở nè nha. Có thể mình bích tay mở này luôn cũng được luôn. Rồi con số 1 này là 250 ngàn. Rồi con số 2 này gồm hai cái luôn. Đây là cũng là của Nhật luôn nha, tay mũ nè. Của Nhật của tay mũ luôn, Thiện cũng mới lấy giờ thôi. Đây nè, anh mới gỡ giờ bữa mùng 5 nè. Đó, còn quay được hết nha. Đây nè, quay được hết. Con này nó gãy một tay nè. Đó, còn con này đủ hai tay. Đó, đủ hai tay nha. Thì cái này là nó dành cho là thằng chới 260 nè. Đó, tâm 260 đó nha. Gắn vô những cần thuốc tâm 260. Thì cái này là số lô số 2. Số 2 này, hai cái này như vậy thì Thiện sẽ bán cho bà con là 500 ngàn. Đó, lô số 2, hai cái 500 ngàn nha. Lô số 2, hai cái 500 ngàn. Giờ vô lô số 3 nè. Đó, lô số 3 nha. Cái này Thiện coi quay được không. Nó cũng là tai mũ luôn nha bà con. Tai mũ hết, toàn bộ là của Nhật hết nha. Tai mũ chứ không phải là của Trung Quốc hay là xuất Nhật gì hết nha. Đây một cái quay được nè. Cái này cũng quay được luôn nha bà con. Đó, Thiện thấy Thiện quay được nè. Cái này nó hơi bốt một tí thôi nha. Cái này hơi bốt. Thì những cái này thì nó bị gãy cái này cái nọ, thì bà con giờ bà con dồn qua cái này nó đủ tay mũ luôn nè. Mở nè, đây đầy đủ nha. Thì bên đó nó xài sao thì Thiện giờ Thiện bán đó. Thế là vô giấy này thì cũng chưa có vệ sinh hết nha. Đó, đây là số 3 nha. Số 3 bán cho bà con là 550 ngàn. Số 3 550 ngàn, đủ nhất nó nhớt rồi nha. Cái này nó tương đối là nó hơi đủ thì cho xin 50 ngàn đầu năm lấy cái lọc nha bà con. Rồi, lô số 3 này là 550 nha. Rồi, vô cái lô số 4 nè. Đó, lô số 4 là một cái con bơm nước. Con này là con Kawasaki nha. Con này Kawasaki F130 thì nó là động cơ nó là 3 ngựa. Nó đang nằm trên dàn bơm là hút xả là 60. Đó, hút xả 60 nha. Lưu lượng nước là những cái dòng này là 600 lít nước trên phút nha. Từ 560 đến 600 lít nước trên phút. Những con này là đủ đồ. Hơi lửa là đầy đủ hết rồi. Đó, nhưng mà cái con này là máy nó bị tồn kho. Máy nó cũng đã nổ, bị tồn kho thôi. Giờ bà con cứ đổ xăng vô là bà con giật là nó nổ thôi. Đó, nếu mà không nổ thì bà con xúc sơ chén xăng này lại. Đó là cái chén xăng này nè. Ở miền Bắc kêu là cái chới đó, nhưng mà miền Trung có Thiện kêu là bằng cái chén xăng nha. Đó, thì những cái con này là Thiện bảo đảm là hơi lửa đầy đủ. Máy đã nổ rồi nhưng mà đã tồn kho năm cũ. Bây giờ năm mới ra Thiện cũng nói cho bà con rõ luôn, cho nên bà con tin tưởng mới bà con mới mua được nha. Rồi con máy này con số 4 ngày hôm nay Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1,2 triệu nha. Con số 4 1,2 triệu. Đừng có ghi lên đây để chừng mình xóa nó chóc xương. Rồi vô con số 5 nè. Đây số 5 là một con bơm nước nha. Con này là con Kuruta. Kuruta này hình như nó là Kuruta New, nó là 3 ngựa 7 nè. 3 ngựa 7 nha. Nó cũng đang nằm trên dàn bơm cũng là hút xả cũng là 60 luôn. Lưu lượng nước đó cũng là 600 lít nước trên phút hết nha. Những con này là tồn kho năm cũ nha. Nó cũng đã hơ lửa đầy đủ hết rồi. Và nó cũng đã nổ rồi mới nhập kho nha. Rồi cái con này, con số 5 này cũng vậy, cũng bán cho bà con giá bán 1,3 triệu nha. Kuruta 1,3 triệu. Rồi vô con số 4, số 6 nè. Số 6 là một cái con Rubin 08 nha. Nó là đang nằm trên vàng xịt thuốc nè. Xịt thuốc đầu ti, đầu thao ti nóc nha, 3 ti. 2 ti nha, ti này ti 18 nha bà con. Còn lưu lượng nước nó là ký của nó là lên bao nhiêu ký đâu rồi. Đầu này lên tới rằng 5 HP chứ. 2 HP. Lưu lượng nước nó là lên tới số ký nó lên tới là watt mát luôn là 50 ký nè. Còn cao nhất là gần 20 lít nước trên phút nha bà con. Ở hàng sách tay bơm nước, sách bơm thuốc sách tay nha. Đồng hồ đồng đồ là Thiện thấy nó là cũng còn nè. Hơi có nha. Giật hơi thử cho bà con đây. Hơi hám được còn ngon lắm nha. Thì cái động cơ này Rubin 08 này nó là xài iso nha bà con. Nó là xài iso. Đó cho nên bà con mua giờ bà con cũng rất yên tâm tại dòng 08 nó xài iso nha. Rồi con số 6 này bán cho bà con giá bán 1,7 triệu nha. Số 6 1,7 triệu.
Rồi vô con số 8 nè. Số 8 là một con Mitsubishi G220 nha. Con này là hình như nó là hai ngựa nè. Con này hình như nó hai ngựa hai gì á. Đúng là nó hai ngựa hai nha bà con. Đó. Nó hai ngựa hai và nó xài lên trên cái đầu đầu cao áp, đầu ti sứ. Đó, đầu ti sứ MS160 nha. Mã lực của nó là 13 lít nước nè, 30 ký nha. Đó, những cái này là nó đủ đồ hết, những con này đủ đồ hết, giật hơi chỉ giật hơi cho bà con đây. Ô cha, cái con này nó nổ luôn nha bà con. Đó, ô cha, vậy là nó còn xăng trong này nó nổ rồi bà con ơi. Đó, nó còn xăng nổ rồi, tắt đi. Vậy là con này nó còn xăng nó nổ đó nha. Thì cái hàng bên đó nó dời dời là trước Tết là Thiện chưa có lên kênh, cho nên còn xăng này giật nó mới nổ thôi. Rồi bán con này cho bà con giá bán là 1,9 triệu nha. Đó, bán cho bà con 1,9 triệu. Con số 7 1,9 triệu nha. Rồi vô cái số 8 nè. Một cây chắc cỏ nha. À, cây chắc cỏ là cây gì đây, hiệu gì đây? Xanh gu hả? Hả, hiệu gì cũng Thiện cũng rõ nữa. Đó, mà nó tay tay lái á, thì nó là tay lái sách tay nha, chứ không có tay kia nha. Đó, trứng cỏ đầu bò là bao bao lăng im, máy là hơi lửa có luôn. Đó, những con này hình như nó giật nó cũng nổ đó, nó cũng muốn nổ hết á. Đây giờ là bà con chỉnh sơ chiến xăng lại nữa là nổ im luôn nha bà con. Rồi con số 8 nè, số 8 này bán cho bà con 550 ngàn nha. Ở giờ mình cắt gia đình đồ cũng được nữa nha. Số 8 550 ngàn. Rồi vô con số 9 nè. Ở một con xanh gu nè, xanh gu tâm rời nè nha. Con này là tay lái đầy đủ, chén cỏ, đầu bò, chén kẹp đồ đầy đủ hết đó nha. Ở con là xanh gu này, xanh gu máy đây, xanh gu 268 nha. Rồi cây xanh gu này là cây số 9 nha bà con. Đó, giao lưu cho bà con, bán cho bà con 850 ngàn. Đó, số 9 850 ngàn nha bà con. Cây này 268 nồng 34 ly lận, 34-35 luôn nha. Này chưa. Rồi vô con số 10 nè. Rồi một con Honda nha. Honda GX120. Đó, là động cơ nó là 4 ngựa, đang nằm trên dàn bơm là hút xả là 60 nha. Đó, hút xả 60 nè. Lưu lượng nước là 600 lít nước trên phút hết. Con này là hơi lửa là tốt lắm nha, giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi hám nó còn rất ngon nha. Đó, nhưng mà cái bình xăng á nó hơi bị mớp một tí chỗ này nè. Đó, mớp một tí chỗ này thôi nha. Nhưng mà hơi lửa đồ đầy đủ, bơm đồ lớp bơ lớp đồ là còn rất ok nè. Bơi đồ còn ngon lắm nha. Đó, cái con Honda này bán cho bà con giá bán là 1,8 triệu nha. Đó, con số 10 1,8 triệu nha bà con. Rồi vô con 11 nè. Rồi bơm nước mini nha. Con này là con Maruyama 25 nồng 34 ly. Đó, nồng 34 ly nha. Nó đang nằm trên dàn bơm là hút xả là 34. Đó, hút xả 34 nha. Lưu lượng nước là 110 lít nước trên phút. Con này là hơi lửa là tốt lắm. Đó, nó bị thiếu cộng dây ga thôi nè. Hơi lửa là tốt rồi. Mờ xăng màu đồ là nổ rồi. Nó nổ rồi mà nhưng mà nó bị mất cái cộng dây ga đây nè. Đó, nếu mà con nãy thì Thiện quăng cho con cộng ngắn giờ bà con độ nha. Đó, là cái con này. Rồi con Maru này bán cho bà con giá rẻ cho bà con luôn, bán cho bà con 800 ngàn nha, con 11 800 ngàn. Rồi vô con 12 nè. Rồi một con Shindawa luôn, nồng 34 ly luôn nha, Shindawa 26 luôn. Đó, con này hơi lửa là rất là tốt luôn. Đó, con này là nó nổ luôn chứ đừng nói mà. Rồi con này nó đang cũng hút xả 60 luôn rồi, hút xả 34 nha. Lưu lượng nước nó cũng là 110, con này như 130 lít nước trên phút lận nè. Đó, bình xăng thì ngay chỗ này hình như là Thiện thấy nó hơi bị rịn rịn một chút xíu chỗ này nè. Đó, rịn rịn một chút xíu chỗ này nè, chị bà con có gì bà con hàng lại nha. Đó, chứ máy rồi nè, nổ rất là ngon rồi. Rồi con số 12 nha, 12 bán cho bà con giá bán là 700 ngàn nha, 12 700 ngàn. Rồi vô con 13 nè, một con hàng tàu xuất Nhật nha. Con này là hàng Trung Quốc rạc luôn nha bà con. Đây là hàng tàu, kia là tàu rạc nè. Đó là hàng Trung Quốc rạc. Nó là xài rất là bền luôn. Tại vì nó hút xả là hút xả 34 nha. Đó, những cái dòng này nó không phải là hàng của Việt Nam lắp ráp mà nó là của thằng Trung Quốc lắp ráp luôn. Đó, nó xuất Nhật nha. Rồi con này hình như nó quẳng nổ sao á. Con này nhớ năm cũ là nó nổ mà. Rồi.
Rồi con 13 nha bà con. Đó con 13 này bán cho bà con giá bán 650.000, 13 650.000 nha. Rồi 14 luôn nè. Đó, một con Kawasaki TF22 hàng sách tay nữa nè. Con này hơi lửa rồi cũng tốt lắm, nhưng mà hình như hết xăng rồi. Đó, con này nó cũng đã nổ rồi nha bà con, nhưng mà bỏ trong kho nè, bụi bặm rồi thôi. Đó thì những cái con này là Thiện tự tin là bao cho bà con là nổ luôn đó. Nhưng mà cái bình xăng nó bị xì một chút xíu chỗ này nè. Đó, Thiện có dán keo nè, hầu năm cũ Thiện có dán keo lại nha. Rồi bán cái con này cho bà con 550.000, con 14 550.000 nha. Rồi vô con 15 nè. À, 15 nha, một con Rubin. Rubin 225 nha, Rubin bình xăng dứ. Con này nòng 34 ly nè. À, con này thì hút xả nó cũng là 34 và lưu lượng nó cũng là 110 lít nước trên phút luôn. Con này nó bị bở dưới bơm thôi, chứ thiệt ra là nó đã nổ rồi nhưng bà con. Đây nè, cái dưới bơm này thì sẽ cho bà con một cái và bà con thay vô nha. Đó, cho bà con một cái để bà con thay vô để bà con xài. Riêng con này là hơi lửa là nó sẽ nổ nha. Rồi con 15 này bán cho bà con giá bán là 700.000. Đó, vú bơm thì sẽ cho bà con nè. Đó, cho bà con nha, con này nó nổ á. Rồi vô con 16. Rồi 16 một cũng là một con bơm nước nữa. Bơm nước này là hút xả 60 nha, Kubota New. Động cơ nó là 3 ngựa 7, lưu lượng nước đó là 600 lít nước trên phút nha. Đó, bơm trên không hết. Đó, cái nắp này nó bị bở chỗ này, giờ bà con dán keo lại nè. Đó, cái nắp mà báo nhớt nha. Đó, còn bà con nào mà ấy thì cái, riêng ai mua con này thì sẽ cho một cái nắp mới. Giờ bà con ráp, tự bà con ráp vô, cậy cái này ra, bỏ cái kia vô luôn nha. Đó, là cái này là Thiện nói là Thiện sẽ cho nha. Riêng con này cũng vậy, Thiện cũng là có hơi lửa hết đàng hoàng hết cho bà con. Đó, đủ đồ luôn. Con này là cũng đủ đồ hết nè. Đó, con này đủ đồ. Đó, hàng tồn kho nó đã nổ rồi. Nhưng mà giờ mà bà con mà nó nổ không chuẩn thì bà con xúc sơ cái chén xăng này lại một tí nè. Đó, xúc sơ lại một tí thôi. Ở giờ là nó nổ thôi nha. Rồi con này con 16 nha, bán cho bà con giá bán 1.300.000. Rồi vô con 17 nè, một con bơm nước Rubin EE15 nè. Đó, Rubin EE15 nha. Con này nó đang hút xả là 42. Đó, 42 nha, động cơ là 3 ngựa rưỡi, lưu lượng nước đó là 400 lít nước trên phút nha bà con. Đó, con này hơi lửa nó cũng tốt lắm, nó cũng đã nổ rồi nhưng mà bỏ trong kho. Thì cái giờ việc dời bà con xài, bà con cứ đổ xăng vô mà nó nổ không chuẩn thì xúc sơ chén xăng lại, tại vì hơi lửa nó đã tốt rồi, thì cũng đã làm nó nổ rồi nha. Rồi con này bán cho con giá bán 1.000.000 thôi, con số 17 giá bán 1.000.000 nha. Rồi vô con 18 nè, một con Yanma bơi F351 nha. Con này nồng 34-36 ly lượng nha bà. Con này như là 36 ly lượng á. Đó, con này là nó có một cái chức năng là đây cái giòi bộ phụ đồ phụ tùng của nó nè. Đó, đồ phụ tùng của nó đang nằm đây. Nó là có chức năng là phun thuốc diệt khủng nha. Đó, và nó cũng có chức năng là phun vôi. Đó, phun vôi, phun phân nữa, thổi lá. Riêng con này là phun vôi, phun phân, thổi lá luôn. Nó có 2-3 chức năng luôn nha. Nhưng mà bình nó là bình có 12 lít thôi. Đó, nó có bộ của nó đây là đi kèm đi dưới bà, cho bà con nè. Đó, dây đeo, dây đồ đầy đủ. Riêng con này là đầy đủ đồ hết rồi. Con này cũng vậy, hơi lửa rồi rất là tốt. Mà nó cũng đã nổ rồi nhưng mà để trong kho lâu thì cái việc bà con giờ xúc sơ chén xăng là ok thôi. Còn những bà con nào xài không hiểu thì bà con có alo thì sẽ hướng dẫn cho nó nổ cho. Rồi con số 18 19 18 nha. Rồi bán giao lưu cho bà con giá bán 1.200.000 nha. Đó, bán cho bà con 1.200.000. Thì bà con cũng rõ những cái dòng này thì cũng đã bán 1.800.000-2.000.000 rồi nha. Rồi vô con 19 nè. Đó, thêm một con nữa cũng giống y như con này. Con này là con này là cũng là Yanma bơi F351 luôn. Đó, điều hai con đều giống nhau luôn, con nào cũng vậy hết. Thì những cái dòng này thì cũng có kiểm tra lửa đồ nó đã nổ rồi. Nhưng mà vừa rồi thì cũng đã đỡ trong kho, bây giờ thì cũng lấy ra thôi. Những con này đã tự tin ra nó nổ nha. Đó, nó cũng có bộ phận nè. Đó, nó cũng có giòi, có đồ đầy đủ hết. Nó cũng có chức năng y như cái con 18 thôi nha. Rồi con 19 này cũng vậy, bán cho bà con giá bán 1.200.000 luôn. Rồi vô 20 nè. À, 20 thì có hai cái xác cưa của Ruby nè. Ở một con này nó bị mất cái nắp là con này còn nè. À, rồi giật hơi cho bà con thôi. À, con này bên này nó còn một cái nắp lam nè. Bên này con này nó mất một cái lắp lam nha. Đó là cái lô 20 nè. Đó, bán giao lưu cho bà con luôn. Đó, hai con như vậy nè. Rồi hai con như vậy bán cho bà con giá bán 600.000. Đó, hai con 600.000 nha. Hai cái đầu 600.000 thôi nha. Con lô 20 cây cưa Ruby nè.
Ở hơi hám được còn rất là ngon luôn nha. Rồi 21 nè, một con Echo nè. Ờ Echo Curit 351 nha bà con. Ờ Echo Curit 351, con này làm đồ này là cái con này nó bị có đầy đủ đồ. À, đầy đủ không có thiếu gì nha bà con. Nhưng mà nó bị cái đây nè, cái tay cầm này nó bị gãy nè. Đó, tay cầm này nó bị gãy nha, giật hơi rồi cho bà con đây. Đó, hơi hám rồi còn rất là ngon luôn nha. Rồi con 21 nha bà con. 21 này bán cho bà con 600 ngàn. 21 600 ngàn nha. Rồi 22 nè. 22 là một con Hitachi nha. Hitachi 3535 nha. Đó, 5 xích đường ngắt lam ngắt đồ nó còn đầy đủ nè. Đó, chỉ có giật hơi cho bà con đó thôi, giật hơi cho bà con ơi. Đó, hơi hám rất là ngon. Rồi bán cây này 22 cho bà con là 650 ngàn. 22 650 ngàn nha. Rồi 23 nè. 23 là một cái cây gì đây? Cũng là hình như nó là Tanaka nha bà con, Tanaka 35. Đó, Tanaka 5 xích đồ là 55 3 tấc rưỡi nè. Đầy đủ cái tay cầm tay đồ đầy đủ, giật hơi cho bà con ơi. Đó, hơi hám rồi còn rất là ngon. Rồi bán cái cây này cho bà con là 700 ngàn đi. Đó, con 23 700 ngàn. Rồi 24 nè, một con cây Xtin nè. Xtin 041 nha. Đó, mất 5 xích đầy đủ, còn tay cầm tay đồ đầy, còn đầy đủ nè, chỉ giật hơi cho bà con thôi. Đó, hơi hám rồi còn rất ngon nha. Rồi cây 24. Rồi 24 nè, bán cho bà con 900 ngàn nha. 24 900 ngàn, Xtin 041 nha. 25 nè. Thêm cái cây này nữa, nó bị cũng bị sụt xịt đới nè. Giật giật hết được không? Rụt tuột dây giật nha. À, tuột dây giật còn 5 xích nè. Rồi bán rẻ cây này cho bà con luôn, 500 ngàn. Cây 25 500 ngàn nha. Rồi vô 26 nè. Đó, 26 là một con cây Echo Curit 421 nè. Con này Echo Curit 421 mà đi bị mất cái tem nha. Đó, con này là hơi lửa là nổ rất ngon lắm á, để Thiện coi còn chút xăng nào cho nó nổ coi. Rồi con này đó là nó cũng có chức năng là phun thuốc diệt khủng nè, đầy đủ đồ luôn. Nhưng mà nó cũng có chức năng là xả lúa, phun vôi phun phân. Nhưng mà bên Nhật nó đã lấy cái cây cần này ra rồi nè. Đó, bà con nào muốn mua thêm bổ sung thêm á thì gài vô cái trong này á, thì cái đó là tùy bà con. Còn hiện tại giờ Thiện sẽ bán y như vậy, nó đang là chế ra là xịt thuốc diệt khủng. Mình muốn xịt thuốc thì mình xịt thuốc, thổi lá thì thổi lá nha. Rồi cái con số 26 nè, 26 này bán cho bà con 1.600.000 nha. 26 1.600.000. Rồi 27 nè, một con Marunaka. Con này là có chức năng là phun vôi phun phân thôi. Đó, nó có như vậy nè, hình thức nó như vậy nè. Đó, rồi giật hơi cho bà con ơi. Đó, hơi hám rồi còn rất ngon nha. Phun phân bình nó là bình 20 lít luôn nè. Dây đeo nó cũng còn nè. Đó, nó tình trạng nó y như vậy, đủ hơi đủ đồ đó. Rồi bán cái cây này cho bà con 28 500 ngàn nha. 27 500 ngàn. Rồi vô 28 nè, một con dân ma bơi ít 400 nữa, con này 26 lít nha. Cũng nó cũng có chức năng là phun vôi phun phân thôi. Đó, nhưng mà cái ống nhung này hình như nó có bị tình trạng gì mà không biết, nó đang dán băng keo cá nhân. Đó, thì cái đó thì Thiện không biết nha, cái bệnh đó Thiện không biết, đầy đủ đồ. Đó, con này là đầy đủ đồ luôn. Đó, hơi hám được coi. Hơi hám được rất là ngon luôn nha. Rồi bán cái cây này cho bà con giá rẻ luôn cho bà con luôn. Là con 600 ngàn. Đó, xả hết cho bà con luôn. Rồi 29 nè. Đó, 29 nha, một con Maru Yama 2002 nha. Con này là bình nó là bình 20 lít nè, nó có chức năng xả lúa. Đó, giật hơi hám được coi. Đó, hơi hám rồi còn rất ngon nha, mà giật cái nó tuột về quấn dây giật đồ lại nha bà con. Đó, dời vần sau á là co nó còn, nó mất cái đai lưng. Đó, nó mất đai lưng nha.
rồi bán cái chai này cho bà con giá bán là 850.000 nha. Đó, bán cho bà con 850.000, con 29 850.000. Rồi 30 nè, một cây Echo Kudit nữa nè, đầy đủ đồ giật hơi đi. Đó, hơi hám rồi rất ngon nha, không có co nha. Đó, nó thiếu thiếu cái co, rồi bán cho bà con 400.000. 30 400.000. Rồi 31 nè. Một cây Ajax 5.000 nha. Đó, Ajax 5.000 bình 20 lít. Con này bình 20 lít nha, co đồ đầy đủ nè. Đó, giật hơi cho bà con thôi. À, hơi hám nó còn rất là tốt luôn. Con này hình như nó cũng có chức năng phun thuốc diệt khủng nữa nè. Đây nè. Đó, nó có chức năng phun thuốc diệt khủng nữa nha. Đó, cái mấy cái nắp này, là Thiện sẽ dặn cho bà con nè, chứ bà trên ở quê bà con làm mà có cái nắp này chỉ có Thiện mới có thôi. Rồi cái cây này bán cho bà con giá bán rẻ cho bà con luôn 650.000 nha, con 31 650.000. Rồi 32 nè, thêm một con Ajax nữa nè, mà con này cái bình xăng của nó là đã bị gãy cổ rồi. Đó, nó bị gãy, nó còn có mớm cái chút này. Qua chỗ này nó cũng đã nứt rồi nè. Đó, nó nứt rồi. Rồi giật hơi háo được cho bà con đây. Bình mẹ là còn nguyên nè. Đó, bình mẹ là còn nguyên nha. Đó, riêng con này là bình mẹ rồi còn nguyên đầy đủ đồ hết. Đó, nó chỉ là cái nắp này là nó bị bởi, bình xăng mẹ là nó bị bởi chỗ này. Giờ bà con có hàng thì bà con hàng nha. Rồi 32 nha bà con, 32 bán cho bà con giá bán là 370.000. Rồi 33 nè, thêm một con Maruyama MD 115 nữa nha. Con này nó có chức năng xả lúa luôn. Đó, bình xăng chứa nó cũng còn nguyên nè. Chỗ này nó có bị gì thì không biết nè. Đó, chỉ sợ nghi ngờ chỗ này thôi. Nhưng mà hình như nó còn nguyên đó. Đó, bình chứa nó cũng còn nguyên. Ừ, giật hơi trước đi. Đó, hơi hám rồi còn ngon rồi nè. Mất không có nắp UE nè. Đó, mấy cái chân đới cao su là nó bị xuất ra nè. Đó, giờ bà con độ lại nha, dặn hai con ốc vô cũng được nữa. Đó, đầy đủ. Đó, nguyên bán luôn cho bà con cái cộng đồng luôn. Nó do nó xuất cái này là cộng đồng luôn cho bà con luôn. Rồi bán cây này cho bà con 300.000 nha. 33 300.000. Rồi 34 nè. Rồi một con Echo Kudit nữa nè. Echo Kudit nữa nha. Bị tuột dây giật nè. Bình xăng chứa còn, bình ấy rồi còn hết đầy đủ. Nhưng mà nó bị tuột dây giật, giật cũng được nha. Đó, giờ quấn thêm dây giật vô. Rồi bán cái cây này cho bà con 270.000 nha. Đó, bán cho bà con 270.000, 34 nha. Rồi 35 nè. Đó, 35 thêm một cái con Ajax nữa, 5.000 nữa. Con này nó mất cái nắp bình xăng rồi, để Thiện kiếm một cái nắp dặn lại cho bà con nè, cũng đầy đủ đồ hết á. Đó, to đồ đầy đủ hết luôn. Để Thiện coi đới rồi như nó đới thì nó bị xuất hai cục đới của su đây nè. Đó, xuất hai cục đới của su đó nha. Rồi bán cây này cho bà con là 35 là 400.000 nha, 35 400.000. Rồi 36 thêm cây 36 nữa nè. Đó, một cây Echo Kudit 350 nữa nè. Đầy đủ đồ luôn, bình đồ chứa rồi còn. Đó, hơi hám rồi còn rất là ngon luôn nha. Rồi bán cho bà con 500.000 nha. Đó, đầy đủ đồ luôn, co đồ đầy đủ hết. Hơi hám rồi còn tốt. Rồi 37 nè, sao kỳ này Ajax nó nhiều dữ ta. Đó, thêm 37 nữa, con Ajax 410. Đó, con này 40cc nè, 41cc. Đó, bộ đầy đủ hết. Ơi, hám nó còn rất ngon nè. Nó còn ống nhung, ống sùng đầy đủ hết luôn nha. Đó, ống nhung, ống sùng đầy đủ hết. Rồi bán cho bà con 450 nha. Coi như đầy đủ hơi hám nó còn ngon đó. Giờ là dọn nổ, không có còn mua gì nữa hết rồi đó. Rồi 38. Rồi 38 thêm một con Echo Kudit nữa nè. À, nó không có cổ nha, giật thử được không, chuột dây giật nè. À, rút giật được, rút giật không được nha, giờ quấn lại giùm cho Thiện nha. Bộ đồ đầy đủ nè, không có cổ nha. Không có cổ. Rồi bán cho bà con này là 370.000. Rồi 39 nè, thêm một con Covid nữa nha. Đó, cái nắp bộ e không có nè. Nắp bộ e không có nha, không có cổ nha. Đó, hơi háo rồi còn được nè. Nắp đây nó bị nứt một chút xíu nè, giờ hàng lại nè. Hiện tại giờ nắp này Thiện đã hết nè. Đó, cho nên là bà con coi là bà con mua nha. Chứ đồ xin cái này nó kỳ này là không có rồi. Rồi bán cây này cho bà con là 350.000 thôi. 39 350.000. Rồi đưa thằng Sikawe lên luôn. Đó, thằng này nó bị Sikawe rồi nha bà con.
Đó, xì cầu que nhưng mà nó đầy đủ đồ, trứng xăng Boe đồ nè. Đó, bà con nào muốn lấy gì bà con lấy. Bình xăng chứa đồ cũng còn nữa nè. Thấy không? Bình xăng chứa đồ còn luôn. Đó, hoàng sâu là không có cái gì hết nha. Hoàng sâu là nó là xì cầu que rồi, nó còn co nè. Đó, có một ông anh mối điện hồi sáng mà quên số điện thoại anh mẹ mất. Cái co này là bỏ trùng vô cái con máy anh luôn nè nha. Đó, anh mua cái con nguyên cái này về anh lấy trứng xăng trứng đồ đó. Đó, anh cũng hỏi mua trứng xăng là cũng có luôn. Đó, tay mấy cái này nè, mấy cái này là quan trọng lắm nè, còn giữ lại hết nha. Rồi bán cái cây này cho bà con 270.000 nha, cây 40 270.000 nha. Rồi 41 nè. Thêm một cái con này con này như nó có chức năng xả lúa nè, con này là con MD 115 nè, có chức năng xả lúa. Không có ông nhung. Đó, bu e bu đồ đầy đủ nè. Hoàng sâu thì đới là nó bị sức đới rồi nè nha. Đó, giờ bà con đổ lại. Dàn áo dàn đai đồ còn nguyên nè, còn mình nhưng mà con này nó có chức năng xả lúa. Rồi bán cây này cho bà con 350.000. 41 350.000 nha. Rồi vô cây cuối cùng nè. Rồi 42 nè. 42 là một con Ajax 6 gì đây, Ajax 601 luôn nha bà con. Con này hình như là Hasuta. Hasuta là dòng của Ajax mà ta. Rồi, con này là cái quan này nè. Đó, quan này thì sẽ cho bà con một cái quan để dặn vô đây, giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi dây giật còn trắng nõn luôn. Rồi bán cây này cho bà con 300.000. Cái này là thiện chị hứa, thiện chị cho bà con một cái quan để bà con ấy vô giày này nha. Đó, nó sẽ có một cái quan cho bà con. Rồi 42 lô thì bà con nào ủng hộ cho cửa hàng thì ngày mai đóng khoảng nằm tầm 30 lô là thiện đã mừng lắm rồi. Rồi thiện sẽ ráng cố gắng để mà lấy những mặt hàng mới rồi những cái phụ tùng. Thiện sẽ soạn những cái phụ tùng ra để mà phục vụ cho bà con nhiều lúc bà con cần. Thì bà con cứ bình luận dưới kênh. Đó, thì bà con cần những cái gì thì bà con cứ bình luận ở dưới kênh cho thiện nha. Đó, có những con bơm thuốc có đồ là thiện cũng chưa có kịp lấy ra để đăng cho bà con. Thì ngày hôm nay khai trương bao nhiêu đó thì còn mấy con này thiện sẽ kiểm tra lại hết rồi thiện sẽ lên kênh sau cho bà con nha. Đó, những cái con máy này là rất là vip luôn. Vì nếu mà con này giá nó nằm tầm là nếu mà bà con mà lấy á thiện đỡ cho bà con nằm tầm là 6 triệu. Đó, nằm tầm 6 triệu thôi. Đó, giờ là xài luôn những con này áp động cơ 4 thì nè. Đó, có con mang máy tự hành nhưng mà thiện đã lột dây thiện bán thiện ăn mất rồi. Đó, còn nằm một đống ở đây thì sang năm mới này chắc thiện cũng phải xả hết cho bà con để mà lấy những mặt hàng mới và để cho bà con lựa chọn nha. Rồi thiện cũng xin chào tất cả bà con.